Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ quyết định giải biết cõi chúng sinh. Những gì là 10? Đó là biết tất cả cõi chúng sinh tánh vốn không thật, biết tất cả cõi chúng sinh đều vào một thân chúng sinh, biết tất cả cõi chúng sinh đều vào thân Bồ Tát, biết tất cả cõi chúng sinh đều vào như lai tàng biết một thân chúng sinh vào khắp tất cả cõi chúng sinh biết tất cả cõi chúng sinh đều kham làm pháp khí của chư phật biết tất cả cõi chúng sinh tùy sở dục của họ mà hiện thân thích phạm hộ thế biết tất cả cõi chúng sinh tùy sở dục của họ mà hiện oai nghi tịch tĩnh của bậc thanh văn độc giác biết tất cả cõi chúng sinh mà hiện thân bồ tát công đức trang nghiêm biết tất cả cõi chúng sinh mà hiện như lai tướng tốt, oai nghi, tịch tĩnh để khai ngộ chúng sinh, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được quyết định giải đại oai lực vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ tập khí, những gì là 10? Đó là tập khí Bồ Đề Tâm, tập khí Căn Lành, tập khí Giáo Hóa Chúng Sinh, tập khí Thấy Phật, tập khí thọ sinh nơi thế giới thanh tịnh tập khí hạnh tập khí nguyện tập khí ba la mật tập khí tư duy pháp bình đẳng tập khí đủ thứ cảnh giới khác biệt đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tập khí phiền não đắc được đại trí tập khí trí huệ chẳng có tập khí của như lai Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ thủ, nhờ đó mà không dứt các Bồ Tát hạnh. Những gì là 10? Đó là thủ tất cả cõi chúng sinh, vì giáo hóa rốt giáo, thủ tất cả thế giới, vì nghiêm tịnh rốt giáo, thủ như lai, vì tu Bồ Tát hạnh là cúng dường, thủ căn lành, vì tích tập tướng tốt công đức của chư Phật thủ đại đi vì diệt tất cả khổ của chúng sinh thủ đại từ vì ban cho tất cả chúng sinh vui nhất thiết trí thủ ba la mật vì tích tập các trang nghiêm của bồ tát thủ thiện xảo phương tiện vì ở tất cả mọi nơi đều thị hiện thủ bồ đề vì được trí vô ngại lược nói bồ tát thủ tất cả pháp vì ở tất cả mọi nơi đều dùng trí sáng mà hiện rõ đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ không dứt các Bồ Tát hạnh, đắc được pháp không chỗ thủ vô thượng của tất cả Như Lai. Phật tử đại Bồ Tát có 10 pháp tu, những gì là 10, đó là tu các ba la mật tu học, tu họa, tu nghĩa, tu pháp, tu xuất ly, tu thị hiện, tu siêng thực hành chẳng giải đãi, tu thành đẳng tránh giác, tu chuyển bánh xe tránh pháp. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tu vô thượng, tu tất cả pháp.